Hello, xin trân trọng chào toàn thể tất cả những người anh em có cùng đam mê sở thích về những chú trích chòe than trên mọi miền của Tổ quốc. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Yêu Thiên Nhiên Vlog của Đam Mê Chim Cảnh. Mình cũng xin vào chủ đề ngày hôm nay ngay. Hôm nay mình xin được lên với anh toàn thể anh em một chú chòe than. Có thể nói chòe than mục dở đã được hơn 3 tháng lồng. Em này có gì đặc biệt? Thứ nhất, mình khẳng định là em này là có cái đuôi cực nhạy. Có cái đuôi cực nhạy anh em nhé. Có cái đầu to. Có cái mỏ dưới cực mỏng. Đầu to và mỏ dưới cực mỏng. Thế còn về dáng bộ của em này thì báo cáo với anh em này thì em nào mà là một em dáng bộ cao dáng cực cao cầu, dáng cực cao cầu, cánh sẹ gà tre. Thế còn cái đuôi thì khỏi phải bàn anh ạ, đuôi không lúc nào duỗi thẳng, đuôi lúc nào cũng dựng lên thẳng tít, vẩy và xòe đấy, các anh em có thể nhìn thấy vẩy và xòe đấy, báo cáo với anh em. Đây là một em chòe than cực kỳ là đẹp. Và về đội tố chất của nó thì thôi rồi các em ạ, anh em ạ. Em này đã ở nhà mình được một tuần nay. Và đã rít khè rất đều đặn. Rít và khè rất đều đặn. Đấy anh em có thể quan sát. Cái mỏ của em nó cực mỏng. Mỏ dưới cực mỏng. Đầu bằng luôn. Cổ cao, mình trường. Em này thì mình không đo nhưng mình khẳng định em này là một mấy em bộ cực dài, bộ cao nhưng mình cực trường, đuôi dài, đuôi dài. Và em này cũng là một em cực kỳ già rừng rồi anh em ạ. Chân khô đét. Chân em nó đã khô đét. Đấy các em nhìn thấy chưa? Cái đuôi của em này thì không bao giờ biết duỗi thẳng. Lúc nào cũng vành cao. Giật tít và lại còn xòe. Mặc dù là em nó mới gọi là mình gọi là chim mộc dở, em nó mới khoảng hơn 3 tháng lồng một chút thôi, hơn 3 tháng lồng một chút thôi. Đấy, anh em có thể nhìn thấy cái mỏ mỏng, mỏ dưới mỏng như lá lúa luôn, mỏng như lá luôn. Và cũng xin thông báo với anh em là em này ấy cũng là em mà cũng em nó cũng bắt đầu có hiện tượng xuống lông rồi, bắt đầu hiện tượng xuống lông rồi. Về nhà mình khoảng hơn một tuần nay thì mình cũng thấy thỉnh thoảng đã rụng một vài sợi lông. Đấy. Cho nên là em này là anh em có thể bắt về để ủ dưỡng lông. Và mình khẳng định luôn với anh em là chỉ sau một vụ lông ra ngoài Tết 2024 là chúng ta đã có một chiến binh đẹp hót múa để có thể xách đi dàn đi cội được rồi anh em ạ. À, đấy anh em nhìn chưa, cái đuôi của em nó thì cực nhạy, không bao giờ duỗi thẳng, lúc nào cũng dựng ngược vẩy tít và lại còn xòe nữa chứ. Đấy, với một em chòe mộc dở mà cái kiểu cách dáng vẻ thể hiện của em nó như thế này thì mình khẳng định với anh em luôn, đây sẽ là một chiến binh hót múa xòe và cái đuôi luôn luôn dựng ngược, có thể nói là một em bộ cực đẹp để làm nó sẽ cho anh em chúng ta được không những được chiêm ngưỡng, được thưởng thức giọng ca, giọng hót của em nó mà chúng ta còn được thưởng thức những điệu múa của núi rừng, những điệu múa của trích chòe than đúng với lại một câu thơ mà mình nhớ từ ngày xưa là trích chòe đầu gật đuôi xòe, thánh tha thánh thót hót cho người nghe, trích chòe đấy. Và xin báo cáo với anh em chòe than này, em chòe than mộc dở này, mình cũng xin được thông báo giá cho anh em biết là phí bảo tồn của em nó ra đi về với chủ mới là 650k. Nếu anh em
thực sự thiện chí thì hãy alo, nhấc máy lên alo cho mình để có thể sở hữu được em đó. Và mình cũng xin lưu ý là cũng chỉ cần một lăm lồng, một vụ lông sau vụ lông này ra ngoài Tết 2024, em nó sẽ thể hiện là một chiến binh không những hot hay mà còn múa dẻo nữa, để anh em đi dần cội và ngắm nghía khi có thời gian rảnh rỗi. Thế và cuối video thì mình cũng xin được cảm ơn, trân trọng cảm ơn tất cả các anh em đã đến với kênh của mình, đã xem video của mình. Nếu anh em thấy video hay thì anh em cho mình xin một like. Và nếu anh em còn quan tâm đến những chú chúc trẻ Hà Hàn thì anh em hãy ấn đăng ký. Nếu chưa đăng ký, ấn đăng ký để đón xem những video mới. Cuối cùng, xin trân trọng chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.